Sao đây? Đóng cửa đi đâu rồi? À, con rau thái ngon này. Chặt xương được không? Ừ. Tôi nhìn chất nhỉ. Ui sắc lắm, mẹ cầm vào ghế cả tay. 150. Ừ. Bảo đao đồ nông kiếm. Ừ, còn đảm ác anh ạ. À. Nhìn ngon nhỉ. Chặt được. Chặt ngon đấy. Nó bị nứt à? À nó. Cái này 300 350 nhỉ. Con này ngon hơn. Con này đẹp hơn. Ừ. Con này cầm sướng ác, nặng ác. Ông già ăn đi đâu rồi? Ở nhà trên. Phát chết. Con này không đẻ được con nào phải mua. Đầm dã man luôn hả? Đập nó không vào. À. Chặt xương thì thịt thì ông đâu rồi anh? Con này cũng đầm. Đập tét này ra luôn.